Rồi cái gì ta, thịt bò đâu? Anh tưởng em tụi anh mua về anh ép nước cà rốt anh uống chứ. Tôi nói là đi mua thịt bò về nấu cà ri mà. Bò hết rồi, nhỏ bán cá đó nó kêu là mình qua trễ quá còn cái đuôi nó bán người ta luôn rồi. Ủa chứ ông nghĩ ông mua thịt bò mà ông tới ra nhỏ bán cá làm sao có? Thì nó bán hết rồi đó. Đúng, tính ra ông là không có đi thì có. Ê bây giờ chạy ra chặt 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 cái đuôi con bò về quất đi. Thịt bò em đuôi mọc lại mà em chặt hoài đó. Để tí nữa ra em chặt cho. Chặt Ê, cho một khúc đuôi. ông nhớ cái đợt nào mà ông muốn nói tôi là con bò mà chặt đuôi nó mọc lại không? Rồi tôi cũng đi mua cái đuôi bò về tôi làm đó, tôi để đó đúng không? Cái tôi mới nói là con cái đuôi này đuôi bò của ông á, ông la làng quá trời, ông chửi tôi ngu này nọ. Em nói là nói vậy chứ có khi nào mà bò mà chặt đuôi nó mọc không, bữa nay ông nói vậy nữa. Anh nói dở quá biết không? Một người bị chặt rớt cái tay, người ta làm cái gì? Lên bệnh viện khâu lại. Đúng không? Đúng. Ví dụ đuôi bò thế này đúng không? Đây là lông bò đúng không? Ừ. Đuôi bò thế này đúng không? Đúng rồi. Em chặt cái này đi. À. Em chặt cái này đi. À. Em lấy thằng này, nối đằng này, lấy khúc này nhậu. Đúng. Cái gì? Kéo sao mà cắt đuôi bò, sao mà cắt đuôi mà cắt. Đâu biết cái chỗ cắt đó mình chỉ. Nhưng mà cái chỉ khâu tự tiêu em hết rồi. Để em lên bệnh viện em đặt về mới được. Đồ tính ra hay chỗ hả, kiểu là mình cứ cắt ra một mình lấy khúc giữa mình lấy ra còn ghép cái độ đích đúng rồi cái đuôi. Đồ sao vậy giờ cắt đi cái mình ướp đá ra mai ông đi mua về quất. Mà ướp đá là không được, mai đá hư sao, mình chặt ra mình lấy khúc mình nối lại liền luôn. Nhưng mà khổ nó cái chỉ tự tiêu hết hết rồi. Là bệnh viện nó chưa nhập về nữa hả? Đúng rồi, anh cắt sao cắt mà miễn sao là cái đuôi đó nó gắn lên tới đây là được rồi nè. Miễn có Là đuôi là lúc là được. mình bán bò được rồi. Miễn sao bò nó có cái đuôi là được. Đồ má hàng mà tính ra mình ăn được cũng được một mớ khúc. Hàng chi bò ông thấy đuôi nào nấy còn khúc khúc, đuôi tao bò dài sọc cái đuôi ừ. khúc khúc vậy đó, ăn từ từ đó. À. Nhưng mà hiện tại giờ chưa có chỉ, để nào có chỉ em thiết kế rồi. Thôi vậy đi. Vậy để lấy cái này xay sinh tố uống bà đi ha. Chứ anh mua cà rốt gì mà của to của nhỏ kìa anh Khải. Nó hết rồi, tôi mua vài đại vậy vậy sao vậy? Nó có hai giỏ đúng không? À. Một giỏ nó cái giỏ mà tôi nghĩ tức tức. Có hai giỏ. Hai cái giỏ nha, anh nói đi. Một giỏ bên này vậy nó nằm vậy nè, bên này nó nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Bên này thì còn mấy củ nữa mà nhỏ hơn này. Cái tôi mới mua cái này, mua cho đủ mà. Cái nó kêu là cái này tính tiền mắc hơn. Sao tính sao kỳ? Cái này tính tiền rẻ hơn. Sao kỳ? Cái tôi mới nó hỏi, ủa tại sao mắc rẻ hơn kỳ vậy? Nó kêu không, tại cái này là củ này nó biết sao, nó kêu là cái củ này là của Đà Lạt. Đà Lạt nó dùng cao đúng không? Đúng rồi, Đà Lạt lạnh. Lạnh nó dùng cao, nghĩa cái thằng này á nó nằm ở dưới. Nghĩa là ví dụ như Lâm Đồng rồi Đắk Đức Trọng rồi này nọ đó tới tới Đà Lạt đúng không? Thằng này thì nó cũng dạng của Đà Lạt nhưng mà nó nằm ở dưới Lâm Đồng đi. Đó, thằng này thì nó nằm ở trên Đà Lạt. Âm ra thời gian ta đi lên nó mất tiền xăng tiền gỗ gì đó, nó xa hơn, nó mắc hơn. Đó thành thử tôi mới bực bội, tôi nói thôi lấy đại đi về tính tiền cho mất công đi về nữa nè. Chứ anh có biết là đâu là cà rốt Đà Lạt, đâu là cà rốt nhập từ Trung Quốc không? Không, này Đà Lạt chứ Trung Quốc tôi nhìn tôi biết liền ha. Nhìn sao? Cái Trung Quốc á là nó không bao giờ nó có cái này, nó không có cái này. Nghĩa là nó không có cộng này. Tại sao? Tôi đâu biết đâu, mà người ta nói là Trung Quốc là người ta cắt cái đọt đi gọi là bằng bằng sát luôn. Còn cái này là kiểu là nó bán ấy là nó héo rụng thôi. Chứ thực tế là Trung Quốc nó không có cái cùi này. Người ta nói tôi vậy. Nó làm ra là tôi mới biết cái chứ dễ gì có Trung Quốc mà bán. Dễ gì có Trung Quốc mà bán? Anh nói mày là dễ gì có Đà Lạt nó hơn Trung Quốc. Ủa, là... anh nói sai, dễ gì có Trung Quốc mà bán? Dễ gì có Trung Quốc có nghĩa là về Việt Nam mình là không có chuộng hàng Trung Quốc nữa. Hiểu không? Làm sao biết được đâu là cà rốt Trung Quốc, đâu là cà rốt Đà Lạt? Thì em cũng nói buồn thì cũng buồn thật. Đa số ngoài chợ toàn là cà rốt Trung Quốc là nhiều. Ủa sao mà mình nghe nói là Việt Nam mình là của Trung Quốc không có chơi nữa mày. Rồi chơi đa số nhập được nào ai biết được, nhưng mà em thấy đa số âm tin ra ngoài chợ ở chỗ mình á, người ta cũng nói như vậy. Bây giờ sao giờ? Ủa chứ sao mà phân biệt được hàng Trung Quốc, tại vì giờ nó giống nhau, nó là Trung Quốc bây giờ ông nói gì? Anh nói ông nói là Trung Quốc ngày xưa là nó cắt cái đọt đúng không? Hả? Mà bây giờ lại nó muốn nhái hàng Trung Quốc là ủa nhái hàng Đà Lạt là để cái đọt này. Vậy chứ sao không phân biệt được? Việt Nam là Việt Nam, Trung Quốc là Trung Quốc, không bao giờ mà giống nhau được. Biết tại sao không? Trung Quốc cái gì cũng bự hết. Anh thấy cái củ cải chưa? Củ cải trắng mà nó to bằng cái đưa lên nè. Thấy chưa? Bằng này luôn à? Thiệt. Củ cải to lắm. Bên Trung Quốc cái gì cũng bự hết. Tôi thấy trên TikTok thôi. Đó, em chia sẻ nè. Đâu là cà rốt Trung Quốc, đâu là cà rốt Việt Nam. Em chia sẻ cho mọi người nha. Có một điều cà
cà rốt thì giống thịt nhưng mà không bao giờ có thể mà xóa được, đó là cà rốt Trung Quốc là nó đều. Đều từ đây đến đây. Cái rúng của nó không được nhọn. Mọi người để ý nè. Có nhiều trái còn to mà nó đều, nó suông luôn, ở dưới đây nó nhỏ ít lắm. Nó còn cái rúng không thôi. Đúng rồi. Nó không có nhọn. Đây là cà rốt Trung Quốc nè, 100%. Còn đâu là cà rốt Việt Nam là như thế này. Cà rốt Việt Nam nó sẽ nhọn. Nhọn quắc luôn á. Trên đầu xuống nó nhỏ, dù củ to hay là củ nhỏ cũng vậy, nó cũng phải nhọn hoắt như thế này luôn. Xấu xí. Đúng rồi, nhọn hoắt à. Đó, cái này thấy không? Nhọn hoắt luôn. Cái to hay nhỏ, cái nào cũng phải có một kiểu nó như vậy, nó nhọn hoắt luôn. Còn cà rốt Trung Quốc á là nó đều, cái đúng nó đều luôn. Ừ. To. Đậm màu đậm đều, đó mọi người thấy rúng đâu có nhọn đâu. Có nhiều trái nó bầu tới đây thôi nè, nó không nhọn như thế này đâu. Nhưng mà cái này nó chưa gọi là nhọn. Nè, thấy hai trái khác nhau không? Nhọn dữ vậy. Mình cái đuôi là mình biết đâu là cà rốt Việt Nam, đâu là cà rốt Trung Quốc, nó là như vậy thôi. Vậy chia sẻ cho mọi người biết, nếu ai không thích xài Trung Quốc thì xài Việt Nam, nếu không thích xài Việt Nam thì xài Trung Quốc, mọi người tùy mọi người lựa chọn. Chứ mọi người ra chợ mọi người hỏi ở đây phải cà rốt Trung Quốc không, chẳng ai nói cho mọi người đâu. Nó không nói mọi người không mua rồi sao? Thì đúng rồi. Cứ nhập về đi bán mà thôi, chứ đâu biết hàng gì đâu. Ủa vậy là hàng Trung Quốc bây giờ nó cũng để rau để lái ở vậy luôn. Đúng rồi. Chứ sao tôi tưởng nghe nói là nó cắt đọt đi mà ta? Tại vì giờ Việt Nam mình là không chuộng mấy kiểu phục của Trung Quốc nữa, sợ này sợ kia, cho nên người ta làm như vậy cho nó giống nhau đó. Nhưng mà cách phân biệt cà rốt như vậy thôi. Cà rốt Trung Quốc là cái rúng của nó không có nhọn đâu. Nó như thế này, đây là Việt Nam nè, nó nhọn nè. Trung Quốc nè, nó bầu nè, mọi người thấy không? Nó bầu, nó không có nhọn. Nó bầu tròn hết, 100% chứ nào như vậy hết. Nó có nhiều trái nó còn bầu hơn, nó tròn hơn nữa. Đó, nói chung nôm na vậy thôi. Trung Quốc là trái cà rốt nó tròn, Việt Nam nó nhọn, hai từ đó cho dễ hiểu. Với lại anh để ý nè, anh vô trong một cái sạp anh thấy là những trái cà rốt, những củ cà rốt của Trung Quốc là nó xuống nó đều hết. Còn Việt Nam là trái to trái nhỏ, củ to củ nhỏ, biết tại sao không? Tại vì hàng nó xuất khẩu sang thì nó phải lựa những trái đều để nó xuất, chứ đâu vậy nó xuất cái này cái kia sao được. Đúng không? Có nghĩa là một cái rổ nó bán là nó đều ra cứ tầm này miết luôn, hết luôn. Đúng rồi. Còn của Trung Quốc Việt Nam mình là hầu như là nhà vườn đem ra nhổ bán này nọ, nó có lựa chăng nữa nó cũng to nhỏ tùm lum đúng không? Đúng rồi. Đủ sao mà nhiều cái đơn giản mà không nghĩ ra ta. Ừ. Thì đó mọi người cứ hay sử dụng cà rốt, mọi người không biết là cà rốt mọi người bắt nguồn từ đâu, xuất xứ từ đâu, ở đâu mang tới. Thiệt luôn. Nhưng mà em chia sẻ đó, cà rốt mọi người đang sử dụng có hai loại, đó là cà rốt Việt Nam nè, đây lộn, cà đen là cà rốt Trung Quốc nè, nó tròn. Còn đây là cà rốt Việt Nam, cà rốt Đà Lạt, nó nhọn. Mọi người chỉ cần nhìn cũ là biết nhọn đó. Ok, chia sẻ mọi người nha, đây là cách phân biệt cà rốt Việt Nam và cà rốt Trung Quốc. Nhưng mà cái màu tôi nhìn thấy nó cũng khác nữa nha. Đúng rồi, cái màu này là dạng đỏ hơn, cái này là sậm sậm vàng cam. À, này cà rốt nó màu cam, còn cái này màu đỏ. Đó, ok, chia sẻ mọi người. Mọi người có thể đăng ký bật chuông, em tôi sẽ chia sẻ mọi người những clip thiết thực với đời sống, nhớ đăng ký bật chuông.